chăm sóc yoga vai cổ gáy thải độc. Dịch vụ này thì làm bằng sản phẩm là tinh dầu thì kết hợp với lại các cái động tác thải độc, nó sẽ giúp cho cái vùng vai cổ gáy cũng như là vùng lưng được thải độc và được thư giãn. Hiện nay thì hầu như là mọi người làm việc với máy tính rất là nhiều, cho nên là vai cổ gáy thì máu huyết không được lưu thông, cho nên làm cái dịch vụ này thì tuần một lần thì rất là tốt. Nó giúp cho mình thứ nhất là thư giãn này, thứ hai là giảm mỏi mệt này, thứ ba lưu thông tuần hoàn máu này. Ngoài ra nó còn đào thải các độc tố, nó giúp cho cái vùng vai cổ gáy của mình nó được lưu thông tuần hoàn máu và nó sẽ không bị thoái hóa đốt sống cổ cũng như là vùng vai cũng như vùng lưng. Cái này thì trong quá trình làm ấy thì cái mùi tinh dầu rất là thích, được chiết xuất từ các loại thảo mộc như đàn hương này, quải hương. Trong quá trình làm ấy thì kỹ thuật viên sẽ đi trực tiếp vào tất cả cái đường kinh lạc để đả thông các cái đốc mạch. Tuần chỉ làm một lần. Tuần là một lần. Còn những ai mà ví dụ như là vai cổ gáy mà bị sơ cứng ấy và hay bị tê cánh tay với lại đau đầu và có thể là dẫn đến hiện tượng là mất ngủ ấy, thì cái đấy thì khách phải lên một cái liệu trình là làm 10 ngày liền thì nó sẽ làm mềm các cái cơ vai và các cái đường kinh lạc, nó sẽ được lưu thông tuần hoàn máu thì khách sẽ không bị cảm giác sơ cứng và vai không bị đau và sẽ giúp đến là ngủ sẽ ngon hơn. Ra dịch vụ này thứ nhất là làm thì rất là thư giãn và rất là thích và thời gian mất không nhiều, mà nó lại đả thông luôn trực tiếp vào, mình sẽ cảm nhận được rõ rệt luôn là cái sự thoải mái ấy. Nếu khách hàng nào mà chịu khó chăm sóc này thì bản thân khách đã được thải độc tố thì nó sẽ đẹp từ bên trong đẹp ra ấy. Chị nào nói chuyện thì mua liệu trình này ở room spa. Khách nhà mình làm cái này nhiều chứ em. Nhất là những phụ nữ mà làm văn phòng nhiều với lại thời gian không có nhiều ấy, thì là làm tranh thủ dịch vụ này rất là tốt. Đa số là khách hay hỏi vùng này. Vùng này là nó bị bó cái sợi cơ, và nếu mà bó cơ lâu ngày thì nó sẽ dẫn đến những cái hiện tượng mà mạch máu không được lưu thông. Thì có những chị thì không hiểu vì sao mà bàn tay, cánh tay bị tê ấy, nó dẫn đến cái hiện tượng là các cái sợi cơ ở đây nó không được lưu thông. Sau cái bước massage đã thông này thì khách hàng sẽ được đắp cái cao nóng ấy, rất là thích. Đều là 50-50 để hỗ trợ nhau để đào thải. Hơn nữa và thải độc tốt hơn nữa là phần đắp cao nóng. Thành phần cao nóng thì hoàn toàn được chiết xuất từ thuốc bắc. Nó giúp cho thứ nhất là làm ấm cơ thể, thứ hai là thư giãn, và nó làm lưu thông tuần hoàn máu cũng như là thải độc tố. Chị em nào mà vùng lưng mà có nhiều mỡ nó cũng đồng thời làm tiêu luôn. Phần mùa đông làm rất tốt cho sức khỏe, rất là tốt, và nó làm ấm cho cơ thể và giúp ngủ ngon hơn ấy.